Theo đó, em Trương Thị Mỹ Tuyết là một trong 10 thành viên của đội tuyển học sinh giỏi môn ngữ văn của tỉnh Gia Lai tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2024 và đã xuất sắc đạt giải ba với 13 điểm. Cùng với Mỹ Tuyết, 4 giải ba và 1 giải khuyến khích còn lại của đội tuyển ngữ văn đều thuộc về trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Điều đặc biệt, đây là lần hiếm hoi tỉnh Gia Lai có học sinh đang học ở một ngôi trường đóng chân trên địa bàn xã vùng 3 như trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đây là niềm tự hào lớn không chỉ đối với bản thân em Trương Thị Mỹ Tuyết mà còn đối với cả tập thể thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Cũng trong dịp này, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức trao 30 suất quà Tết tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Số tiền do cán bộ, giáo viên nhà trường và các mạnh thường quân hỗ trợ nhằm giúp các em có thêm niềm vui, động lực trong học tập nhân dịp Tết đến xuân về.